From the BART train to a tour bus, still the same. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với D-Review. Và các bạn có đang tìm một sản phẩm mới, hiệu năng ổn định và có camera ghép cùng với một viên pin cực trâu hay không? Nói đến đây thì chắc nhiều bạn đang nghĩ đến chiếc Redmi Note 5 Pro. Nhưng mà tuy nhiên thì chiếc máy ngày hôm nay mình muốn nói đến và phân tích thì đó lại là chiếc Redmi 6 Pro, có tai thỏ xịn sò hơn và ăn điểm hơn về thiết kế khi so sánh với chiếc Redmi 5 Pro. Tuy nhiên thì mình sẽ lấy chiếc Redmi 5 Plus để so sánh với chiếc Redmi 6 Pro này, vì hai chiếc máy này có sở hữu cùng một hiệu năng là con chip Snapdragon 625. Tổng quan trên hai chiếc máy này thì Redmi 6 Pro có vóc dáng nhỏ gọn hơn, mặc dù là kích thước màn hình không chênh nhau là mấy. Chủ yếu lý do là ở trên Redmi 6 Pro đã được làm cạnh viền ở bên trên mỏng hơn, trả lại vẻ thông thoáng đúng như những chiếc máy đang sở hữu tai thỏ. Nhắc đến cụm camera kép trên Redmi 6 Pro này thì nó có một cái khả năng chụp ảnh vượt trội hơn nhờ hệ thống camera kép được đặt dọc ở phía mặt sau cho chế độ chụp ảnh xóa phông ảo diệu. Bên cạnh đó thì hình ảnh cho màu sắc nịnh mắt hơn, ngay cả đến camera selfie của Redmi 6 Pro cũng được Xiaomi ưu ái hơn khi cho chất lượng ảnh tươi tắn và nước da cũng như màu sắc rõ ràng, không bị bệt màu như trên chiếc Redmi 5 Plus. Ngoài ra thì ở Redmi 6 Pro khi bắt đầu sử dụng chúng ta đã được trang bị Android 8.1 Oreo, còn ở trên Redmi 5 Plus thì sẽ chỉ có Android 7.1.2 mà thôi, nên chắc chắn có thể Redmi 6 Pro trong tương lai cũng sẽ được hỗ trợ lên Android 9 sớm hơn so với Redmi 5 Plus. Còn một điểm nữa mà mình tìm hiểu được đó chính là về khay SIM. Thì trên chiếc Redmi 5 Plus thì chúng ta sẽ chỉ có hai slot gắn SIM hoặc là thẻ nhớ. Nghĩa là khi bạn dùng hai SIM rồi thì sẽ không dùng được thẻ nhớ, và dùng thẻ nhớ sẽ chỉ dùng được thêm một SIM. Còn ở trên chiếc Redmi 6 Pro thì chúng ta sẽ dùng được đồng thời cả hai SIM và một thẻ nhớ nữa, vì có 3 slot gắn kèm. Còn lại thì về hiệu năng ở trên chiếc Redmi 6 Pro vẫn được giữ nguyên như ở trên Redmi 5 Plus. Tuy nhiên thì trong video lần trước mình có làm về chiếc Nokia X5 thì có thấy là mức giá giữa Redmi 6 Pro và Nokia X5 này hoàn toàn ngang nhau, chỉ với 3.390.000. Chính vì vậy ngày hôm nay mình cũng sẽ lôi chiếc X5 vào video so sánh này luôn. So sánh về màn hình thì chiếc X5 tỏ ra LFV hơn Redmi 6 Pro khi chỉ có màn hình HD+, còn Redmi 6 Pro thì có độ phân giải Full HD Plus trên tỷ lệ 19.9 thời thượng, cho trải nghiệm xem phim hay là chơi game sẽ đã mắt hơn rất là nhiều về chất lượng hình ảnh. Hiệu năng thì có thể hiện tại con chip MediaTek từ Helio P60 trên X5 sẽ cho tốc độ plot game ấn tượng hơn khi so sánh với Snapdragon 625 của 6 Pro. Nhưng tuy nhiên thì nếu như mà các bạn cần một chiếc máy chơi game ổn định trong tầm giá thì những con chip đến từ Qualcomm vẫn được đánh giá cao hơn về độ ổn định trong thời gian dài. Nên nếu cho mình chọn thì mình luôn chọn những chiếc máy sở hữu con chip Qualcomm hay là Exynos để chơi game. Dung lượng pin của Redmi 6 Pro cũng nhỉnh hơn với 4.000 mAh cho bạn thời lượng sử dụng lâu dài hơn, và nếu như sử dụng ít các tác vụ chơi game thì phải dùng đến ngày thứ 2 mới cần sạc lại. Vâng, và hiện tại thì em Redmi 6 Pro này đang được bán tại Di Động Thông Minh với mức giá là 3.290.000. Mức giá này hiện đã thấp hơn rất là nhiều so với thời điểm ra mắt và cũng được giảm giá 300.000 so với thời điểm cách đây 1 tháng. Vậy thì theo các bạn, trong tầm giá này thì các bạn sẽ chọn Redmi 6 Pro cho sự ổn định lâu dài hay là sự trỗi dậy đầy mạnh mẽ của Nokia X5 hay là Redmi 5 Plus, một siêu phẩm của năm ngoái? Hãy comment, like, share video để mọi người có thể chọn cho mình một sản phẩm ưng ý nhất nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye!